Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ chiều ngày 16 tháng 2, nhiều người dân sống trên đường Thái Sanh Hạnh thuộc phường 8 thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang hốt hoảng khi chứng kiến cảnh tượng một nhóm khoảng 10 nam thanh niên bịt khẩu trang kín, đi trên nhiều xe máy dán kính biển số, mang theo nhiều dao mã tấu, rượt đuổi truy sát hai nam thanh niên chạy trên đường. Khi đến một con hẻm không tên thuộc địa bàn phường 8 thành phố Mỹ Tho, một trong hai nam thanh niên bỏ chạy vào đó thì bị chém liên tục vào người ngã gục. Gây án xong, nhóm thanh niên lên xe tẩu thoát. Nạn nhân bị thương nặng được lực lượng cảnh sát đưa đi cấp cứu. Tại bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang, nam thanh niên khai tên Nguyễn Quang Phúc, 22 tuổi, ngụ phường 6 thành phố Mỹ Tho. Còn người đi chung khai tên Võ Thành Tâm, 33 tuổi, ngụ phường 8 thành phố Mỹ Tho. Nguyễn Quang Phúc nhập viện trong tình trạng vết thương ở vùng đầu và tay, gãy xương trụ cẳng tay trái, vết thương tới sọ trên đỉnh trán. Sau đó, Phúc được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.